Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 2, thời tiết miền Bắc xuất hiện sương mù nhẹ và mưa nhỏ rải rác. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên nền nhiệt giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C, thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Về đêm và sáng sớm trời trở rét. Đến cuối tuần, miền Bắc hưởng nắng trở lại và thời tiết ấm lên khi nền nhiệt tăng. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 16 tháng 2, không khí lạnh ảnh hưởng, trời sẽ có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời lạnh. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang ở trong cao điểm của đợt nắng nóng. Một số nơi ở Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định, những ngày tiếp theo Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nền nhiệt xu hướng tăng mạnh từ 18 đến 20 tháng 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhưng khoảng từ ngày 22 đến 23 tháng 2, trời khả năng có không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16 tháng 2. Hà Nội, đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ. Ngày mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, ngày mưa nhỏ rải rác. Trong đó, khu Tây Bắc đêm và sáng mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, Tây Bắc từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, Tây Bắc từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, ngày mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh duy trì nắng nóng cả ngày lẫn đêm đều không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!